Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về một chiếc xe Conam Sport. Và đây là một chiếc trang bị máy 4R36 các bác nhé. Con này thì nếu mà bác nào mà tay to một tí, thích mặc những quần áo mà nó thoải mái kiểu phượt thủ ấy, này đi câu này, rồi đi phượt này, đeo những con hầm hố này, thì đeo con này nói thật với các bác là cực kỳ đẹp luôn. Mà giá thì rất rẻ nha các bác nhé. Một chiếc 4R36 và giá chỉ có 3.200.000, hình thức siêu lướt. Các bác cứ tưởng tượng ra ngoài mua con này về xong đeo đâu đó nửa ngày tình trạng như con này. Nói chung là nó rất mới. Và giao lưu có 3.200.000 thôi các bác, đảm bảo các bác giá con này nó cực kỳ êm luôn, nó không khác gì hàng mới nữa. Mà giá 3.200.000 thôi. Nó chỉ có một cái yêu cầu duy nhất là các bác nào có cổ tay to một chút, ăn mặc nó thoải mái một tí thì đeo con này rất là đẹp. Bác nào mà làm văn phòng đeo con này thì nó không hợp, nhưng mà bác nào mà thích mặc thoải mái kiểu đồ bụi bụi một tí đeo con này đẹp lắm. Con này thì còn hộp thôi các bác nhé. Con này là SRP605G, bản Made in Java nên bác chú ý, bởi vì con này nó sẽ có hai bản. Một bản sản xuất tại nước thứ ba, thường là Thái Lan, còn bản còn lại thì nó sẽ là bản Made in Japan. Đây các bác chú ý nhé. Và con này là bản Made in Japan. Rồi, thì đi theo nó sẽ là dây cao su các bác này. Dây cao su thì chống mồ hôi tốt này, các bác có thể nước nôi thoải mái, khóa cài. Về thiết kế thì các bác sẽ thấy là quen thuộc mối thiết kế mà làm cho chúng ta liên tưởng đến những cái dòng Psycho Sport Monster ngày xưa đấy, Monster đấy, kiểu quái vật đấy. Thiết kế vô cùng khỏe khoắn với niềng khía bản lớn này, các bác để ý này, niềng khía bản lớn này, đó. Đây niềng đếm giờ. Rất là bác nhiều bác thắc mắc là cái niềng đếm giờ này nó sử dụng như thế nào, thì giới thiệu luôn cho các bác nhé. Cái niềng đếm giờ này nó sử dụng rất đơn giản, đó là ví dụ như hoạt động đồng hồ đang chạy các bác này, mà các bác chơi thể thao hay là các bác đếm giờ gì chẳng hạn, thì các bác xoay cái điểm mốc này đối diện với kim phút này, thì khi mà nó chạy được 20 phút hay 25 hay là 30 phút thì nó sẽ chỉ thẳng luôn lên trên cái vành Arterin này, thì các bác không cần phải nhớ điểm mốc cũng như là không cần phải cộng trừ. Tất nhiên là cái vành Arterin này nó chỉ có giá trị ở trong cái tầm khoảng 60 phút thôi. Đấy, nếu mà ngoài 60 phút thì nó sẽ reset lại, thì nó sẽ hơi bất tiện một tí. Cho nên là các bác chú ý nhé. Thì đây là một cái tính năng hay sử dụng trong những cái dòng Sport, mà cũng hay được thêm một phần niềng bezel. Về thiết kế phần càng thì các bác cũng sẽ thấy đây là một chiếc đồng hồ vô cùng hầm hố với phần càng đôi. Càng nó sẽ chia thành hai lòng rõ rệt luôn đấy, càng đôi. Thì ở đây chúng ta có đánh xước và đánh bóng đan xen với nhau này. Niềng bezel, niềng nhôm rất đẹp. Mạ PVD, sorry các bác, niềng vẫn là niềng thép thôi nhưng mà mạ PVD. Với kích thước size thì con này nó sẽ có cái size đâu đó rơi vào tầm khoảng 43. Tầm khoảng 45 nếu mà tính cả thân vỏ ngoài. Và lắc tu lắc con này nó rơi vào tầm khoảng tầm khoảng 49 hơn. Đấy, độ dày thì tất nhiên là Psycho 5 Sport thì dày rồi, nó rơi vào tầm 12.6. Thực ra nó cũng không quá dày. Thì với chiếc này thì tất nhiên là các bác nên có một cổ tay to một tí. Nếu mà đeo cổ tay nhỏ đậu trông nó buồn cười lắm. Đây cổ tay em là 15.7. Ổn nhỉ. Em không nghĩ là nó lại dễ đeo như thế này đâu các bác nhé. Đây cổ tay em 15.7. Sẽ có bảo nhiều bác sẽ bảo là nó hơi to, nhưng mà xin thưa các bác là đeo sport thì người ta đeo từ vừa đến to, chứ không ai đeo nhỏ cả. Các bác chú ý nhé. Đeo the dress squad, đeo những con đi làm thì người ta mới đeo nhỏ, chứ không ai đeo những con mà hầm hố đeo nhỏ cả. Còn nếu anh em cổ tay khoảng tầm 17 thì xin thưa các bác là quá tuyệt vời rồi. Con này thì cổ tay 16 năm đổ lên là đã chơi được rồi. Cho dù là size lớn các bác nhé, nhưng mà nó lớn chỉ lớn bề ngang thôi, chứ còn lắc tu lắc thì nó vẫn khá là gọn gàng với phần kiềng, phần càng nó cong và nó ôm tay một tí. Đấy các bác chú ý nhé. Con này thì nó sẽ có cái mặt màu xanh blue nhẹ. Con này thì không gọi là deep blue được. Deep blue nó sẽ có chảy tia và nó sẽ ánh xanh cơ, chứ còn con này thì gọi là xanh blue nhạt thôi. Đấy, và cái màu này nó sẽ rất là thích hợp cho những anh em nào yêu thích những kiểu bụi bặm các kiểu, bởi vì những cái màu xanh deep blue nó sẽ phù hợp hơn với những mẫu dress squad trông bóng bẩy.
Còn với những mẫu sport thì thường người ta sẽ làm xanh blue và cái mặt số của nó thường sẽ làm nhám để nó đem lại cảm giác trông hầm hố khỏe khoắn hơn cho chiếc đồng hồ đó. Hơn nữa thì đây là một chiếc đồng hồ sport, mà nói đến sự sport của nhà Seiko thì thật sự các bác là dạ quang không có cái gì để mà chê cả. Nói về dạ quang các bác nhé, nó là gọi là hoàn hảo của hoàn hảo. Trong tầm giá này thì dạ quang của Seiko 5 sport thì nó là chùm rồi. Đây các bác. Đấy. Sáng như đèn pha ô tô, soi ếch được, các bác chú ý nhé. Và bộ cọc kim của nó cũng đem lại cái sự ấn tượng cho chiếc đồng hồ của chúng ta. Đó là cái sự kết hợp giữa tròn chữ nhật, tam giác và bất đối xứng. Đó. Thiết kế phải nói là cái bộ kim của chúng ta hay là bộ cọc của chúng ta thì khá là nhiều chi tiết. Tròn có này, chữ nhật có này, tam giác có, đúng không? Khá là nhiều chất. Con này thì làm cho em liên tưởng đến bọn mông tơ. Cách đây khoảng độ tầm 4 đến 5 năm thì cái dòng mông tơ quái vật ấy, nó cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam luôn. Nhưng mà bẵng đi một thời gian thì kiểu như là anh em có gì đấy hơi xa dần so với những dòng sport. Thế nên bây giờ những cái dòng sport ở Việt Nam mình thì không được chuộng quá. Nhưng nếu mà đã chơi Seiko rồi mà trong cái tầm giá này mà bỏ ra có 3 triệu 2 thì chơi một con sport bản lớn, thiết kế hầm hố thì em nghĩ đây cũng là một cái anh em cân nhắc để chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như đeo những mẫu mà dress code quá chán rồi thì lâu lâu đi ra ngoài ăn mặc thoải mái thì đeo một con sport nó khác hẳn như các bác. Trông nó hầm hố, trông nó khỏe khoắn, tự tin hơn rất là nhiều. Đó chứ nên cho nên là bác nào có dress code nhiều thì cũng nên cân nhắc là làm con sport nhé. Bởi vì cứ mãi đeo một con dress code thì nhiều khi nó cũng hơi nhàm chán, kiểu trông nó lúc nào mình cũng quá là an toàn. Đấy, ví dụ như hôm nay đi mát trời, đi cà phê bạn bè làm con sport mặc với áo phông quá đẹp đi. Rồi, con này thì nó sẽ là Seiko 5 Sport nhé. Automatic 24 chân kính và 100 mm, 100 m chống nước. Các bác chú ý nhé. Bọn này chống nước thì thoải mái rồi. Đầy đủ lịch thứ ngày này. Rồi, con này thì nó có sẽ có số serial number ở đây này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có vành tóc kháng từ này. Bản này là bản Made in Japan các bác nhé. Bởi vì con này nó sẽ có hai bản. Bản sản xuất tại nước thứ ba là Japan Moment và bản Made in Japan này, các bác chú ý cho em nhé. Nó sẽ có hai bản đấy. Rồi thì Seiko này, chống nước của nó 13 tương đương 100 m và thân thép không gỉ 4L 36 24 chân kính. Thì một cái điều mà sẽ khá là nhiều bác hay thắc mắc là tại sao là có những con 4L nhưng quả băng vàng và có những con 4L quả băng trắng. Thì thường là dòng sport thì nó sử dụng quả băng trắng các bác nhé. Còn dòng dress watch, dòng văn phòng ấy, những cái con trông hiền lành đi làm ấy, thì con nó sử dụng quả băng vàng. Đấy. Thì với chiếc 4R 36 này thì chúng ta đầy đủ lịch thứ ngày này, automatic có hỗ trợ co tay dừng kim dây, lành, ít lỗi vặt, sai số tốt. Và mức giá thì thật sự các bác là quá rẻ, dám bảo bảo với các bác là rẻ nhất Việt Nam luôn, 3 triệu 200 ngàn. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng ra vợ con em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake nhé. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Xin chào các bác.